lành đó. Ngay lúc này tại nhà nổi qua, thanh niên cùng với thông câu đến và phát hiện lão bà đã làm một điều không ai ngờ là xé cái băng bột, không chịu băng bột nữa, quyết định tháo cái lú. Con đang lo cho bà nội nè, cái chân bà sưng rồi kìa. Quả thế lão bà bà này rồi. Không, bây giờ cho con coi cái... Rồi, vô thăm bà nội cùng Phong đây. Bà làm sao rồi? Thưa nội. Trời ơi nội, người ta bó cái chân cho nội, sao nội đã phá ra rồi? Bó cho cái chân mà nội lành đó. Ủa mà nội, sao mà nội phá ra được vậy nội? Người cái chân nội sao lành được? Con không có chọc mà con đang lo cho bà nội nè, cái chân bà sưng rồi kìa. Rồi, quý vị ơi. Không, bây giờ cho con coi cái chân coi nó lạnh chưa. Nha. Ủa bà nội dùng cái gì mà. Thôi đừng có tìm gì nữa chứ mẹ. Không phải cho con coi cái chân này nội. Nè, cho con coi cái chân nha. Rồi bây giờ làm sao đây trời. Nội. Bó lại cho nó lạnh mà nội phá ra rồi. Bây giờ làm sao đây? Thôi đừng có gỡ nữa nội ơi. Nội. Đừng có gỡ nữa. Không nữa à. Trời ơi. Cái chân của nội nó đang sưng rồi kìa, nội thấy rõ không? Nó sưng tù dù luôn rồi nè. Tắm đi. Không qua nè. Rồi sao nó lành nổi? Mờ hả, con nói thiệt nha, mà nội làm kiểu này hoài á là cái chân nó hư luôn đó. Rồi nội đi không được đó. Nó ngứa hả nội? Nội ơi, nè nó có ngứa không vậy? Mà sao nội lại gỡ? Mà gỡ nè giờ sao lành? Kiểu này con thấy là con thối thần, bây giờ con nghe thầy nói là con... Thôi mẹ đừng có gỡ mẹ. Đừng có gỡ nội ơi. Sưng rồi kìa. Thấy không bà nội dòm nè. Một bên đây thì nó sưng nè, bên đây thì nó nhỏ nè. Nội thấy rõ không? Rồi bây giờ nội nhúc nhích có đau không? Đau không nội? Nói cái này chắc con phải hỏi bác sĩ mới được quá à. Con dẫn bà nội đi bó nè, con dẫn bà nội đi bó lại nha nghe nội. Dạ nội nói làm sao con nghe không rõ. Nói con dẫn nội đi bó lại nha. Không phải bó cái chân lại cho nó lạnh nè, chứ gỡ ra vậy là nó gãy nữa đó. Nó nội thấy không, nó sưng quá trời. Bó được. Bó lại nha. Không chịu bó hả? Không, đó đau không? Bây giờ nội rờ nội thấy đau không? Đau không? Được quay. Trời ơi, con không có chọc mà con thấy kiểu này là con đau giùm cho nội đó. Mới bó có 2 bữa mà bà nội tháo ra rồi. Bây giờ bà nội, mỗi lần bà nội nhúc nhích cái bà nội đau không? Nói cho con nghe coi. Đau không nội? Đó thấy chưa? Đau hả, thấy không? Vậy mà bà bứt ra rồi sao giờ? Nội ơi. Bà làm cú này rồi giờ con cũng không biết sao nữa. Mà mỗi lần bà dễ kiểu này rồi sao bà chở bà đi đây nè. Cái đó là phải đi tới bệnh viện để bó chứ đâu có ai đi lại nhà bó đâu. Mà không biết, con không biết bà nội cắt bằng cái gì vậy nội? Không biết. Không phải cái này nè, bà nội cắt làm sao mà hay quá vậy?
cắt mặn gì mà nó ngọt liệm vậy, còn bên kia đâu? Nó vào chỗ sao con không thấy? À có một miếng băng ở đây nè, để con coi coi. Bà nội bức, bà nội giục tùm lum la trơn đây nè. Ủa bà nội phải nói là siêu quậy luôn rồi đó. Mua gối cho nội, nội cũng xé nè. Cái gì mà nội cũng xé, mặt tả cho nội, nội cũng xé. Rồi bây giờ tới xé cái này luôn. Thôi mà nè, nội ăn gì chưa nội? Để con khuyên nội nè. Lúc này là nội đang mệt, nội đang yếu. Nội hiền cái đi cho bà con á, người ta chăm sóc nội. Sao bà khó quá rồi ai chăm sóc cho bà? Con mướn người cũng tốn tiền vậy. Mà nghe lời người ta đi. Con nghe điện hả mà là con chạy lại liền rồi đó, mà giờ hả kiểu này là xong phim rồi. Để Phong nói với quý vị luôn là tình trạng này thì bây giờ chở đi cũng khó. Mà bây giờ á, bà như vậy thì cũng khó mà chở bà đi. Mà xuống dưới á, bó rồi bà lại gỡ nữa. Rồi bây giờ phương án tính làm sao đây? Con tưởng bà đó biết đau bà sẽ để ai nhà đâu bà tháo luôn rồi. Mà này con hỏi bà nè, bà nội có sợ đi vô cãi cỏ không? Mà bà nội lại phá kiểu này hoài, nó hư á, rồi nó cưa cái chân bà luôn đó. Bất thân à, đứng quên. Sao con thấy con này con buồn cho bà nội luôn á. Bà la bà chửi gì cũng được bệnh, nhưng mà bà để cái chân lại cho nó lành lặn cái vụ bó đi. Đau không nội? Nè nội cho con biết coi, nội đau không?